Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 2, chương trình sách Chân trời sáng tạo qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập. Trang 98. Ôn tập cuối học kỳ 1. Ôn tập 2. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1. Nghe viết Cánh cửa nhớ bà, hai khổ thơ cuối. Rồi bây giờ mời các em nghe viết Cánh cửa nhớ bà. Xuống dòng. Mỗi năm cháu lớn lên. Xuống dòng. Bà lưng còng cắm cúi. Xuống dòng. Cháu cài được then trên. Xuống dòng. Bà chỉ cài then dưới. Chấm. Kết thúc khổ thơ thứ nhất. Kem xuống dòng. Cách một dòng. Kem viết tiếp khổ thơ thứ hai. Nay cháu về nhà mới. Xuống dòng. Bao cánh cửa, gạch ngang, ô trời. Xuống dòng. Mỗi lần tay đẩy cửa. Xuống dòng. Lại nhớ bà khôn nguôi, chấm than. Kết thúc bài viết. Bài thơ của tác giả Đoàn Thị Nam Luyến. Tiếp theo em sang bài tập số 2, điền tiếng phù hợp vào chỗ trống trong bảng dưới đây. Trong bảng này chúng ta có âm đầu là âm cờ, âm ca, g đơn, g kép, ng đơn, ng kép, vần, có vần i m im hoặc là vần i e m im, rồi vần a n an hoặc là vần a ng an. Những chỗ chấm này là những chỗ mà chúng ta có thể ghép âm đầu với vần tương ứng. Ở đây người ta làm mẫu cho các em là âm ca có thể ghép với vần i m im, ta được tiếng kim. Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài nha. Rồi trước hết là vần i m im hoặc là i e m im. Âm g kép có thể ghép với vần i m im, chúng ta được tiếng ghim. Rồi tiếp theo, âm đầu là âm ng kép thì chúng ta có thể ghép với vần i e m im, chúng ta được là tiếng nghiêm, nghiêm trang, nghiêm nghị. Vần a n an hoặc là a ng an, chúng ta có thể ghép âm đầu là âm cờ với vần an ở an, ta được tiếng can. Can ở đây có nghĩa là can ngăn hoặc là cái can. Âm g ghép với vần an ở an, chúng ta được tiếng gan. Gan ở đây là gan góc, gan lì hoặc là lá gan. Rồi các em cũng có thể ghép với vần an ở an, chúng ta được tiếng gan. Gan là dưa gan, rồi gan thép, gan tay, vân vân. Âm ngờ đơn chúng ta có thể ghép với vần an an, chúng ta được tiếng ngan, con ngan, hoặc là các em ghép với vần an ngờ an, chúng ta được tiếng ngang, đi ngang, hàng ngang, đúng không? Rồi ở đây mỗi chỗ chấm thì các em chỉ cần viết một tiếng thôi. Bài tập số 3 là các em điền vào chỗ trống A, chữ chờ hoặc là chữ chờ.
B. Vần ui ui hoặc là vần u o i ui và thêm dấu thanh nếu cần. Rồi các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài nha. E là chữ chờ hoặc chữ chờ. Chăm làm, trong lành, trông mong một ai đó, chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng thành công. B. Vần u i ui hoặc là vần u o i ui và thêm dấu thanh nếu cần. Gần gũi. Lan và Hùng là hai người có họ hàng rất là gần gũi. Cắm cúi. Bác thợ đang cắm cúi sửa đường ống nước. Nuôi nấng. Bố mẹ nuôi không có công đẻ ra, nhưng có công nuôi nấng và dạy bảo. Cuối cùng thì công việc cũng hoàn thành. Tiếp theo em sang bài tập số 4, điền dấu câu phù hợp vào ô trống. Rồi trước khi làm bài này thì em cần ghi nhớ là người ta thường đặt dấu chấm hỏi cuối câu dùng để hỏi, đặt dấu chấm than cuối câu dùng để gọi hay là để cảm ơn, để thể hiện cảm xúc ngạc nhiên hoặc là để nêu yêu cầu đề nghị. Rồi còn lại những câu khác như là câu kể và những câu khác thì người ta sẽ dùng dấu chấm ở cuối câu. Rồi dựa vào gợi ý các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài nha. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 4 này như sau. Vừa thấy cô giáo, chú bộ đội bước nhanh tới, vội ngả chiếc mũ xuống. Em chào cô ạ. Cô giáo bỗng đứng sững lại. Thì câu này nè, câu kể. Cuối câu các em đặt dấu chấm. Chúng em cũng nín lặng vây quanh. Rồi câu này là câu kể. Cuối câu các em đặt dấu chấm. Thưa cô, em về thăm sức khỏe của cô. Cô giáo như chợt nhớ ra. Ồ, thì ồ là từ ngữ thể hiện sự ngạc nhiên. Vậy các em đặt dấu chấm than. Ồ, em Thanh, em lái máy bay à? Em lái máy bay à? Thì câu này là câu dùng để hỏi. Vậy cuối câu các em đặt dấu chấm hỏi. Em còn nhớ cô ư? Câu này cũng là câu hỏi. Thưa cô, dù bao nhiêu năm nữa, dù đi đâu rất xa, em vẫn là học sinh cũ của cô, đã từng được cô dìu dắt, dạy bảo. Thì câu này là câu kể. Cuối câu các em đặt dấu chấm theo phong thu. Tiếp theo các em sang bài tập số 5. Các em viết 4 đến 5 câu tả một đồ vật trong nhà dựa vào gợi ý. A là các em tả đồ vật gì. Ví dụ các em tả cái bàn học, tả cái quạt điện, tả cái ghế sofa, hay là tả cái bàn lè, vân vân. Em tả đồ vật gì? Đồ vật đó có những đặc điểm gì nổi bật về hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu? Chất liệu có nghĩa là đồ vật đó được làm bằng gì? Bằng gỗ, bằng nhựa, hay là bằng sắt, vân vân. Rồi cuối cùng là các em phải nêu được tình cảm của em đối với đồ vật đó. Rồi, em rất thích đồ vật đó và em luôn cất giữ nó cẩn thận khi đã dùng xong. Rồi dựa vào gợi ý thì các em sẽ bấm tạm dừng video và các em làm bài. Rồi cụ thể ở đây các em có thể tham khảo bài làm của một bạn tả một đồ vật trong gia đình. Đó chính là chiếc đèn học của mình. Bố mua cho em chiếc đèn bàn để học bài. Phần đầu là chụp đèn, được sơn màu vàng.
Thân đèn có thể điều chỉnh độ cao thấp cho phù hợp khi sử dụng. Đặc biệt là đế đèn có hình chiếc ô tô cũng được sơn màu vàng xinh xắn. Đầu ô tô có gắn một công tắc để bật tắt rất tiện dụng. Em rất thích chiếc đèn này và coi nó như người bạn đồng hành thân thiết của mình. Rồi các em có thể tham khảo và các em làm bài nha. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em đừng quên ủng hộ thầy giáo nha, bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video. Rồi xin chào và chúc em học tốt.